trong cuộc sống hiện đại, có thể nói đàm phán đang dần trở thành một trong những đề tài hấp dẫn của giới trẻ. Phải khi đối mặt với những khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung thì các bạn mới giật mình không biết mình phải xử lý như thế nào. Vì vậy mà hiện nay không ít bạn trẻ sẵn sàng tìm hiểu và tham gia vào những lớp học đàm phán như thế này. Bằng kinh nghiệm những người đi trước, bài học của những người từng trải mà bạn có thể học được rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Khi em đàm phán trong rất nhiều tình huống, dụ như ngay từ việc xin bố mẹ có thể đi chơi về muộn, hoặc là em có thể ngay đơn giản là ra chợ và mua món đồ, em nghĩ đó cũng là đàm phán. Đàm phán là một vấn đề mà em thường xuyên phải gặp trong cuộc sống ạ. Và thường thì em phải đàm phán với rất nhiều người về rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như khi em đi dạy gia sư thì em phải đàm phán với lại học sinh của em, hay là đàm phán với bạn bè trong những cuộc họp. Trong cuộc sống thì em thấy tất cả vấn đề xung quanh cuộc sống đều là về đàm phán ạ. Còn về đàm phán của sinh viên hiện tại thì là hầu hết là về đàm phán ở cho thuê phòng trọ, giá điện nước hàng ngày, cũng như là ở trên trường lớp thì các vấn đề đàm phán về các chủ đề, các đề tài mình học ở trên lớp. Những vấn đề được đề cập trong mỗi cuộc đàm phán rất đa dạng, có thể xoay quanh những vấn đề khác nhau như học tập, tình yêu, công việc, v.v. Và để đàm phán thành công mà các bên cùng có lợi, người tham gia đàm phán phải tìm mọi cách để thuyết phục đối phương. Chính vì vậy mà cách thức đàm phán của mỗi người là khác nhau. Ngoài những hiểu biết về những vấn đề mà mình cần đàm phán thì mình lại còn cần hiểu biết về người đối thủ đàm phán của mình là ai để xây dựng được một chiến lược đàm phán cũng như là tất cả những gì liên quan để tạo ra sự thành công trong đàm phán. Khi đàm phán thì sẽ không tránh khỏi là thất bại, và những cái lần thất bại như vậy thường là do em không giữ được chủ kiến của mình, hoặc là có thể là do mình phải nhượng bộ bạn để có thể cùng nhau tiến bộ. Đối với bạn bè và những người mà cùng trang lứa với mình ấy, thì mình có thể là thành công về đàm phán, nhưng mà đối với những bậc cao hơn hoặc là ví dụ như đối với sếp của mình chẳng hạn thì có lẽ là em chưa thật sự biết cách. Nhưng mà em nghĩ rằng là qua một số buổi học về đàm phán thì hiện nay kỹ năng đấy của em nó cũng đã được cải thiện rất là nhiều rồi ạ. Đàm phán thành công không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mà nó còn góp phần đánh giá năng lực, trình độ và sự hiểu biết từ phía đối phương. Vì vậy, hơn bao giờ hết, các bạn trẻ phải luôn học hỏi những kỹ năng cần thiết này để có thể sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống. Quỳnh Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kỹ năng sống được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những công việc liên quan đến đàm phán, từ công việc học tập đến những câu chuyện tình yêu, vân vân và vân vân, có rất nhiều những chuyện mà phải đàm phán trong cuộc sống hàng ngày. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay, Kỹ năng sống mời đến trường quay của chúng tôi cô Nguyễn Hoàng Ánh, hiện đang là giảng viên bộ môn đàm phán tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cùng với bạn Phạm Phương Huyền, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội. Cảm ơn cô và Huyền đã đến với chương trình ngày hôm nay. Huyền này, mở đầu cho chương trình thì không biết là bạn có thể chia sẻ một cái tình huống nào đó trong cuộc sống mà bạn phải thể hiện kỹ năng đàm phán của mình, và bạn cảm thấy là kỹ năng đàm phán có khó không ạ? Theo em, một sinh viên, thì kỹ năng đàm phán thì cũng không khó mà cũng không hẳn là dễ. Đàm phán thì xảy ra trong cuộc sống ta hàng ngày, kể cả việc là ngay từ lúc dậy mà xuống dưới nhà muốn lấy xe thì cũng phải báo bác bảo vệ lấy xe. Vậy đàm phán như nào để bác bảo vệ lấy xe cho? Không hẳn là ai thì bác cũng lấy xe, mà là cái cách chân thành của mình đến đâu để bác lấy xe cho mình. Đúng là chúng ta thấy kể cả một cái việc rất là nhỏ thôi cũng thể hiện kỹ năng đàm phán, và có vẻ như là Huyền là một người rất là giỏi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong cái phóng sự mở đầu của chúng tôi thì các bạn sinh viên có thể hiện phần nhiều quan điểm là đàm phán là một kỹ năng rất là khó. Vậy cô Ánh nhận xét như thế nào ạ? Không chỉ người trẻ, ngay cả người lớn tuổi khi nghe đến đàm phán thì cũng nghĩ là khó. Nhưng thực tế thì đàm phán nó chỉ là bất kỳ một hoạt động giao tiếp nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta để dẫn cái người mình giao tiếp với đến cái điểm mà mình muốn, thì như vậy gọi là đàm phán. Và nhiều khi chúng ta đã làm rất tốt điều đấy mà ta không biết. Vậy bây giờ Huyền này, hãy thử đặt tình huống rằng mình phải đàm phán một cái công việc gì đó, nhưng mà đối phương thì vô cùng bảo thủ, vô cùng ngang, và gần như là mình cảm nhận thấy là đối phương kiên quyết là phải chiến thắng trong cuộc đàm phán này, thì bạn định ứng xử như thế nào? Với trường hợp mà đối phương rất là bảo thủ và ngang, tức là người ta đang cương thì mình bắt buộc phải nhu. Tức là người ta đã cương lên như thế thì mình lại phải nói một cách nhỏ nhẹ để có thể đi sâu lòng người hơn. Còn mình cũng cương lên như người ta thì tất nhiên là sẽ không đến đâu cả. Vậy không biết cô Ánh có thể chia sẻ như thế nào ạ? Cách ứng xử của Huyền như vậy đã đúng chưa? Ngoài ra cô có tư vấn thêm gì cho các bạn trẻ để làm sao mà mình có được một cuộc đàm phán thành công ạ? Thực ra thì Huyền nói nó cũng có khía cạnh đúng, nhưng mà nó không phải đúng hoàn toàn trong mọi trường hợp. Tức là một cuộc đàm phán nó sẽ có hai chiều, một chiều lợi ích và một chiều quan hệ. Khi mà lợi ích không quan trọng, quan hệ cũng không quan trọng.
mà đối phương lại cương, thì trong trường hợp ấy theo cô là Huyền nên bỏ đi. Thế còn trường hợp thứ hai, tức là khi mà quan hệ quan trọng hơn là lợi ích, ví dụ như chẳng hạn là bố mẹ có thể nói một điều sai, nhưng mà rõ ràng là mình không muốn làm bố mẹ mất vui. Trường hợp thứ ba, tức là khi lợi ích quan trọng hơn là quan hệ, tức là ví dụ như là mình mặc cả để mua hàng ở ngoài chợ và không, và rõ ràng là món hàng này rất quan trọng đối với mình, thì trong trường hợp đấy dứt khoát là ta sẽ phải khẳng định cái lợi ích của mình. Và trường hợp cuối cùng, tức là khi cả quan hệ cả lợi ích đều quan trọng, thì trong trường hợp ấy chúng ta sẽ phải nhu, đúng như là em nói, nhấn mạnh đến những điểm chung của hai bên để cho cố gắng bên kia hạ hỏa xuống, và như vậy ta sẽ tìm được một cái phương án mà hai bên đều hài lòng với nhau. Đúng là như cô Ánh chia sẻ thì có mỗi một trường hợp khác nhau, thì ta phải cân nhắc xem là lợi ích hay là quan hệ hoặc là những cái yếu tố xung quanh đó như thế nào, như vậy thì mới có thể dẫn đến một cuộc đàm phán thành công. Và chúng tôi có một tình huống ngắn sau đây, rất mong là quý vị và các bạn sẽ theo dõi và suy nghĩ xem rằng là trong trường hợp đó thì cô gái của chúng ta nên làm gì. Xin mời quý vị và các bạn. Em chào anh ạ. Chào em. Anh ơi, ở đây đang tuyển nhân viên ạ. Đúng rồi, mời em vào đây. Dạ vâng ạ. Em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Em đang là sinh viên à? Dạ em đang là sinh viên ạ. Thế vậy thì em chỉ làm được một nửa thời gian trong ngày thôi nhỉ? Đúng ạ, em chỉ làm được nửa buổi chiều đến tầm khoảng 8 giờ thôi ạ. Cũng tốt, nhưng mà nếu được cả ngày thì tốt hơn. Thế công việc của em là gì ạ? Ở bên công ty anh là công ty bán hàng qua mạng. Bình thường trong ngày thì em có thể phụ giúp các chị giới thiệu sản phẩm. Còn trường hợp khách hàng mà gọi điện đến đặt hàng thì em có thể phụ giúp chuyển hàng cho các khách hàng. Thế thứ bảy chủ nhật em có được nghỉ không ạ? Riêng về cái bán hàng này thì thứ bảy chủ nhật lại rất là đông khách. Thế em có làm được không? Em có ạ. Thế thì tốt. Thế thì ngay từ đầu tuần sau nhé. Dạ vâng ạ. Em sẽ bắt đầu đi làm. Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi một đoạn clip ngắn là một bạn trẻ. Hãy thử đặt mình vào tình huống đó. Thì em nghĩ rằng là mình nên ứng xử như thế nào, đàm phán ra làm sao để đạt được cái mục đích của mình? Nếu như với tình huống vừa rồi chúng ta vừa mới theo dõi, thì nếu bản thân em thì em sẽ đàm phán bằng cách là mức lương thì em sẽ chưa thể đề cập được là mình muốn bao nhiêu. Vì thực ra sinh viên vừa ra trường mình không đề cập được mức lương cao quá, mà thấp quá thì mình cũng không mong muốn. Và cái mức lương mình sẽ đề cập thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là sẽ có thử việc. Và thử việc của một công ty thường là rơi vào khoảng 3 tháng. Và sau khi thử việc, nếu như mà mình làm công việc tốt, thì thậm chí nếu như mình chưa nói đến đề cập vấn đề tăng lương, có khi giám đốc gọi tăng lương cho mình rồi. Và trường hợp nếu như giám đốc không tăng lương, thì mình có thể là nói một cách để có thể giám đốc tăng lương cho mình bằng những bản báo cáo sau 3 tháng mình làm việc. Đó, còn nếu trong trường hợp mà phỏng vấn luôn lúc đấy mà nói về đề lương thì em sẽ nói là để cho thỏa mãn nhất cả hai bên về lợi ích của công ty cũng như lợi ích cá nhân của bản thân em. Thì sau thời gian thử việc thì lúc đấy hãng nói vấn đề lương thì nó sẽ hiệu quả hơn là em đề cập đến ngay lập tức vấn đề lương. Nhưng trong tình huống thì cô sinh viên của chúng ta chỉ đi tìm một công việc bán thời gian thôi, thì cô Ánh có thể có những lời khuyên nào cho bạn nữ trong tình huống vừa rồi ạ? Tình huống như bạn gái ấy, thì cái điều đầu tiên là hãy chứng minh cho cái người tuyển dụng biết năng lực của bạn bằng cách là bạn có thể hỏi người ta những việc như là tính chất công việc này, thời gian làm việc này. Đấy, rồi có thể là qua đấy thì thể hiện cái nhiệt tình công việc của bạn, có thể đóng góp một vài điểm với lại cái người phỏng vấn. Thì sau khi mà mình hai bên đã có quan hệ có vẻ thân tình và người đó đã có vẻ bị thuyết phục bởi cái khả năng cũng như lòng nhiệt tình của bạn rồi, thì lúc ấy bạn có thể hỏi. Phải chăng theo như cô Ánh vừa chia sẻ thì mình nên đi đường vòng một chút, mình nói những câu chuyện dễ nghe hơn một chút, nào là về tính chất công việc này vân vân, rồi mới nói đến vấn đề lương. Đấy là ở Việt Nam, thế còn ở các nước khác thì nó có như vậy không ạ? Hay là nó có những điểm khác biệt khác nhau? Về nguyên tắc đàm phán nhìn chung thì giống như hệt giống như là làm bài thi đại học mà chúng ta vẫn thường huấn luyện cho sinh viên trước khi mà nó chuẩn bị đi thi. Tức là bao giờ chúng ta cũng nên nói là học sinh nên chọn những câu dễ mà làm trước. Vâng. Đấy, tại vì là như vậy thì chúng ta đã lấy được điểm chắc chắn đã. Còn sau đó thì chúng ta sẽ để những câu nào ta thấy không phải sở trường của mình đến cuối cùng. Thì nó sẽ có hai cái lợi điểm trong chuyện đó. Chuyện đầu tiên ấy, tức là chúng ta đã có một số điểm nhất định. Cái điểm thứ hai cũng rất là quan trọng, tức là trong trường hợp như thế thì đối tác đã có lòng tin với mình hơn.
để mình nói. Cho nên chuyện đấy thì nó ở đâu cũng nên bàn như vậy. Chứ chúng ta không thể nào mở đầu với nhau ngay một câu bằng lương bổng. Tuy nhiên thì nó chỉ khác một điểm. Tức là với những cái quốc gia khác nhau thì độ thẳng thắn của người ta là khác nhau. Trong cái sự chia sẻ của Huyền thì Quý Anh thấy rằng Huyền là một người biết đàm phán, cô anh có thấy thế không ạ? Thì không biết là trong cuộc sống thì bạn đã bao giờ bị thất bại trong một cuộc đàm phán nào đó và rút ra được những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình để lần sau mình làm tốt hơn không? Có nhiều những cuộc đàm phán thất bại thì ta mới có thể là đi đến những cuộc đàm phán thành công khác. Đó, vậy thì thất bại thì cũng rất là nhiều, nhưng mà kể đến ví dụ như là hôm nay đi học về mệt quá, không muốn nấu cơm, thế bây giờ phải làm thế nào để mẹ nấu hay là chị nấu cơm hộ bây giờ? Đấy, đàm phán một lần em bị thất bại cái đấy bởi vì là chị bảo là mệt thôi, con không muốn nấu cơm. Mẹ biết ngay là mày lười không nấu rồi. Thế là mẹ bảo mẹ vẫn bắt em đi nấu và cuối em vẫn phải nấu cơm. Và thay vì việc lần như vậy thì lần sau rút kinh nghiệm ra mẹ con mệt lắm, thế là em lăn vào giường em ngủ luôn. Và để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Anh rất là mong cô Ánh sẽ một lần nữa tổng kết lại những cái kỹ năng, những cái điều mà các bạn trẻ nhất thiết phải lưu ý để làm sao có được một cuộc đàm phán thành công ạ. Đầu tiên khi bước vào đàm phán ấy, tức là chúng ta phải có chuẩn bị kỹ càng. Bạn phải biết cái điều bạn cần và biết đối tác muốn gì ở bạn. Đấy, sau đó thì đến khi bước vào đàm phán chúng ta luôn luôn phải có một tinh thần linh hoạt. Bởi vì rất có thể điều chúng ta tưởng ngày hôm qua là đúng, hôm nay nó không còn là đúng nữa. Điểm thứ ba các bạn trẻ cũng cần phải lưu ý, đó chính là các bạn luôn luôn phải đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu xem là liệu cái điều mà bạn đề xuất với người ta có thể chấp nhận được hay không. Và cái điểm nữa tức là bạn phải sáng tạo, là bởi vì rằng là có rất nhiều bạn trẻ cứ tưởng là một tình huống thì chỉ có một lời giải đáp, nhưng thực tế thì tình huống nào cũng có rất là nhiều lời giải đáp. Và lời cuối cùng mà mình muốn khuyên ấy, tức là ai trong đời thì cũng có sự thất bại. Và dù rằng bạn có giỏi đến đâu về kỹ năng đàm phán thì bạn cũng không bao giờ chắc chắn 100% là bạn thành công. Đấy, nếu có một vụ đàm phán nào đó dù chúng ta đã chuẩn bị hết sức kỹ càng nhưng chúng ta vẫn không thành công, bởi vì đối tác không hợp tác, bởi vì không có điều kiện để hiểu nhau rõ ràng, thì các bạn cũng đừng mất tinh thần thua keo này ta bày keo khác và thất bại là mẹ thành công. Tương lai luôn luôn còn chờ phía trước. Một lần nữa thì cảm ơn cô Ánh cùng với Huyền rất nhiều vì đã đến với Kỹ Năng Sống ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều những điều có ích. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì có muôn vàn những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên các bạn trẻ hãy đừng vội vàng, thay vào đó hãy bình tĩnh tự tin thì chắc hẳn là các bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn mà thôi. Và đặc biệt, qua chương trình Kỹ Năng Sống ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng đã phần nào giúp cho các bạn hiểu hơn về kỹ năng đàm phán và làm thế nào để có được một cuộc đàm phán thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Kỹ Năng Sống ngày hôm nay. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng truy cập vào trang web của Kỹ Năng Sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ở nhà cả ngày chẳng làm gì cả. Đang tìm chỗ làm thêm cho tôi với bà ấy này. À, không phải làm thêm đâu. Tôi tìm lấy chỗ của tôi rồi. Ở đâu? Làm gì? Ở gần đây thôi. Chỉ phải giao hàng với cả chỉ phải làm nửa ngày thôi. Thế lương lậu thế nào? Có ổn không? Tôi vẫn chưa hỏi. Sao lại chưa? Mình phải hỏi lương như nào chứ. Thì bây giờ tôi hỏi bà mới đến xin việc, tự nhiên lại hỏi lương lậu, mất cảm tình ra. Thế về sau người ta trả lương không xứng đáng cho bà thì sao? Mà bà đi làm suốt như thế, giao hàng nhiều như thế, nhưng may người ta trả lương không đủ để tiền xăng thì bà cũng nhận để làm à? Bà nói tôi mới nghĩ ra.